Bão số 3, siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua. Không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phát động phong trào chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể gửi ủng hộ trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, đường An Một, khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hoặc chuyển khoản đến hộp thư từ thiện Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, số tài khoản 47002110059, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Sự chia sẻ ủng hộ lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương khó nhọc để người dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương bị thiên tai trực tiếp hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Xem xét đề xuất hạn chế xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông vào giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Hội nông dân thị trấn Khánh Vĩnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo bóng đá trẻ tại Khánh Hòa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và trao quyết định. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thời hạn 5 năm kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và năng lực công tác của bà Phan Thị Thu Cúc trong thời gian qua tại Sở Công Thương, nhất là trong giai đoạn bộ máy cán bộ của sở này chưa được kiện toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, ở cương vị mới, bà Phan Thị Thu Cúc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, khẩn trương nắm bắt công việc cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác ngoại giao, nhất là ở các trụ cột ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân, chủ động, chuyên nghiệp, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động tham mưu cho tỉnh xây dựng, triển khai có hiệu quả chiến lược hội nhập quốc tế. Cũng trong sáng nay tại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ. Đến dự có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thời hạn 5 năm kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá cao năng lực và tin tưởng ông Trần Ngọc Thành ở cương vị mới sẽ tiếp tục đưa Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa ngày càng phát triển, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết vững mạnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương thực hiện đề án di dời trường tới cơ sở mới tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang trước năm 2025. Để nhanh tiến độ đưa phòng khám đa khoa của trường đi vào hoạt động, để sinh viên có nơi thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo, chủ động liên kết phối hợp với các cơ sở y tế trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh nhà, tổ chức các hội thảo, hội nghị y khoa để nâng tầm uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường. Hiện quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa khoảng 1.200 sinh viên với 16 ngành bậc cao đẳng trung cấp. Năm học 2024-2025, chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo của nhà trường là 650 sinh viên. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng nay đã có buổi giám sát chuyên đề về công tác quản lý sau đầu tư với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Tham dự cùng đoàn giám sát có ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 10 tháng 3 năm 2015 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất 60 hectare, tổng mức đầu tư hơn 385 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, dự án còn vướng về pháp lý liên quan đến luật đất đai, luật quản lý tài sản công và các nội dung về quy hoạch, kế hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, nên một số nội dung chưa có cơ sở triển khai. Do đó, chủ đầu tư dự án, các sở ngành liên quan, địa phương kiến nghị các cấp có thẩm quyền của tỉnh nghiên cứu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nghiên cứu, hướng dẫn các chủ đầu tư các nội dung vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các sở ngành liên quan nghiên cứu những nội dung còn vướng để sớm đưa dự án vào khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực đất đai. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận các ý kiến của các thành viên dự họp và sẽ kiến nghị những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế nhằm thực hiện tốt công tác quản lý khai thác hiệu quả dự án. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các bước thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo luật đất đai mới năm 2024. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, các bước thực hiện cơ bản trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 87 của luật đất đai năm 2024, Nghị định số 88 năm 2024 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và quyết định số 17 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gồm có 6 bước cơ bản như sau. Bước 1. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến tiếp nhận ý kiến. Bước 2. Thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Bước 3. Lập thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Bước 4. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Bước 5. Ban hành quyết định thu hồi đất. Bước 6. Quản lý đất thu hồi. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành và địa phương đã nêu lên một số khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất một số giải pháp cách làm phù hợp với quy định pháp luật. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam nhấn mạnh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiện đang là vấn đề quan trọng để triển khai thực hiện các dự án. Với việc luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do đó, trong thời gian tới, địa phương, cấp huyện cần chủ động triển khai các nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền đã quy định. Tiếp tục tổng hợp các khó khăn vướng mắc quá trình thực hiện để có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tạo thuận lợi cho các cơ quan địa phương trong quá trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội nông dân thị trấn Khánh Vĩnh không ngừng nỗ lực sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân. Đây cũng là một trong những tập thể xuất sắc của huyện Khánh Vĩnh được tuyên dương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2024. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả các phong trào tương thân tương ái trong cộng đồng. Tại thị trấn Khánh Vĩnh, các mô hình nông dân đoàn kết hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ nhau thoát nghèo ngày càng được duy trì và nhân rộng. Hàng năm, mỗi chi hội đều đảm nhiệm việc giúp đỡ từ 3 đến 5 hộ khó khăn. Là hộ nghèo được Hội Nông dân thị trấn Khánh Vĩnh trao sinh kế, gia đình chị Cao Thị Hiền cảm thấy rất phấn khởi, bởi trước đây chị không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập của gia đình cũng chỉ trông chờ vào việc làm thuê, làm mướn. Hội Nông dân thị trấn tặng heo giống cho nhà tôi, hội cũng hướng dẫn cách chăn nuôi để heo phát triển tốt. Tôi rất vui mừng, mong cho cuộc sống bớt khổ. Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện và làm theo gương Bác. Trong 2 năm gần đây, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn Khánh Vĩnh đã đồng lòng tham gia hiến 1.500m² đất và 120 ngày công lao động cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, làm và mở rộng một số tuyến đường dân sinh. Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất giỏi cũng được lan tỏa rộng khắp. Từ đó phát hiện nhiều tấm gương nông dân thi đua sản xuất giỏi với nhiều mô hình mang lại thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một năm.
Trong năm qua, tại thị trấn Khánh Vĩnh có 74 hộ với 235 nhân khẩu thoát nghèo và 52 hộ với 190 nhân khẩu thoát cận nghèo. Hiểu được những cái nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã tập trung vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Trong đó tập trung là chủ yếu ở Khánh Vĩnh là tập trung vào trồng keo, trồng cây ăn quả, rồi chăn nuôi. Thì qua đó là Hội Nông Dân đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, có hiệu quả, đạt hiệu quả cao và cho thu nhập cao. Người nông dân đã được, đời sống của người nông dân đã được nâng lên đáng kể. Hội Nông Dân thị trấn là đơn vị thực hiện tốt việc học tập tư tưởng đạo đức trong phong cách của Bác, có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Hội Nông Dân cũng gắn với việc học tập vào phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau, làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm đã đạt được hơn 290 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Khánh Vĩnh. Qua đó tạo tiền đề vững chắc để hội phát huy tối đa mọi nguồn lực để mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Giai đoạn 2019-2024, Hội Nông Dân thị trấn Khánh Vĩnh cùng một số hội viên vinh dự nhận bằng khen của Hội Nông Dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước thực trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang ngày càng gia tăng, chiều nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang để xem xét giải quyết đề xuất hạn chế xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông vào thành phố trong giờ cao điểm. Theo báo cáo, đầu năm 2023, để kích cầu du lịch sau đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi có phù hiệu xe du lịch được phép lưu thông vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, hiện tình hình du lịch trên địa bàn thành phố đã phục hồi và trở lại như năm 2016 đến năm 2020, kéo theo sự gia tăng số lượng các phương tiện ô tô khách chuyên chở khách du lịch lưu thông rất nhiều trong giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tình trạng xe đậu đổ dưới lòng đường, vỉa hè diễn ra phổ biến. Tình trạng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố phức tạp với số vụ tai nạn tăng cao. Để giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt là đảm bảo lưu thông và an toàn, đồng thời giữ gìn hình ảnh du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đề xuất xem xét cấm xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi, kể cả xe có gắn phù hiệu du lịch, lưu thông vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm với khung giờ như trước đây. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng đại diện Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã tập trung phân tích hiện trạng giao thông, các phương án tổ chức giao thông phù hợp để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn. Sau khi cân nhắc, Ban An toàn Giao thông đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở ngành liên quan, đồng thời rà soát bổ sung các số liệu để làm rõ hơn thực trạng ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ban sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án tổ chức lại giao thông theo hướng giảm số tuyến đường cấm xe 29 chỗ lưu thông và giảm bớt thời gian cấm lưu thông so với quy định trước đây. Thực hiện chương trình công tác năm, chiều nay, đoàn công tác số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Những năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực chính: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử. Đài đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đề án vị trí việc làm với tổng số nhân sự là 167 người. Nhiều quy trình quản lý nội bộ đã được sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân và tổ chức khi làm việc với đài. Đài công khai thông tin dịch vụ và cải cách qua trang thông tin điện tử, sắp xếp và kiện toàn bộ máy quản lý. Công tác bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự được thực hiện đúng quy trình. Chế độ tiền lương và quy chế đánh giá viên chức được tuân thủ đầy đủ. Đài đã giải ngân được 98% tổng số vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2024. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa văn bản và xử lý qua phần mềm e-office, ban hành kế hoạch chuyển đổi số nhằm đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý.
Kết quả cải cách hành chính năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xếp loại tốt đạt 95 điểm, đứng thứ 5 trên 7 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị đài tiếp tục rà soát các nội dung như đơn giản hóa các quy trình nội bộ, làm việc với cá nhân, tổ chức, xử lý văn bản đầu vào, đề án tự chủ, phân bổ đủ số lượng cán bộ viên chức cho các phòng, đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc, tăng cường thực hiện văn bản số, chữ ký số. Đài cần quan tâm bố trí cán bộ viên chức tham gia tập huấn và chuyển đổi số, xây dựng đề án đảm bảo an toàn thông tin. Lãnh đạo đài tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, đài sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn tồn tại, sắp xếp bố trí nhân sự, bảo đảm yêu cầu công việc, tiết kiệm chi, củng cố xây dựng đề án bảo mật thông tin, tiếp tục đổi mới các chương trình phát sóng, tăng cường quảng bá, marketing, phát triển dịch vụ, thu hút quảng cáo, cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 3 tỉnh Khánh Hòa sáng nay cũng đã có buổi kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cam An Nam, 7 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai thường xuyên việc rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính có liên quan đến công dân, tổ chức đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Tính đến cuối tháng 7, xã đã tiếp nhận 467 hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa liên thông. Trong đó đã giải quyết 426 hồ sơ, đang giải quyết 38 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay có 6 hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực đất đai, số hóa 467 hồ sơ, số lượng giao dịch và số tiền thanh toán trực tuyến là 172 hồ sơ với số tiền trên 7,7 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế các hồ sơ trên hệ thống, đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông của địa phương. Hầu hết các hồ sơ được thực hiện sớm hạn và đúng hạn. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Cam An Nam tiếp tục thực hiện việc công khai số điện thoại của người đứng đầu tại bộ phận một cửa, công khai các thủ tục hành chính mới, quan tâm hơn nữa đến việc ký số của cá nhân và cơ quan trong hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào và đầu ra, việc số hóa hồ sơ theo quy định. Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cam Lâm. Với mong muốn cùng hỗ trợ chia sẻ những mất mát của nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3, vào tối qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề Đồng lòng vượt lũ. Thông qua chương trình, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang để ủng hộ đồng bào vùng lũ của tỉnh Tuyên Quang. Nguồn kinh phí trên được Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tiếp nhận từ các tổ chức doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, quý khán thính giả chung tay cùng KTV hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Tính đến nay, tổng số tiền ủng hộ Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đã tiếp nhận là hơn 900 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, trước đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cũng đã chuyển 200 triệu đồng đến Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai, chuyển 100 triệu đồng đến Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Các đài địa phương sẽ là cầu nối, chọn những nơi khó khăn nhất để giúp người dân bị thiệt hại do bão lũ sớm ổn định, tái thiết cuộc sống sau thiệt tai. Bằng tình cảm sâu sắc và sự sẻ chia, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, quý khán thính giả chung tay cùng KTV hỗ trợ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng của bão lụt. Mọi sự đóng góp ủng hộ thông qua số tài khoản của hộp thư từ thiện Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 4700-211-00059 tại Agribank Khánh Hòa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chiều nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Tại lễ phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo sơ bộ những thiệt hại về người và của do bão lũ ở các tỉnh phía Bắc, những thiệt hại của gia đình và các cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình dân tộc nghĩa đồng bào cùng quyên góp ủng hộ chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ gây ra sớm vượt qua khó khăn đau thương mất mát để ổn định cuộc sống. Sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia quyên góp ủng hộ được số tiền gần 152 triệu đồng. Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận được hơn 11,5 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp mạnh thường quân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, kịp thời chia sẻ những khó khăn, giúp người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung tay chia sẻ, hưởng ứng, ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc huấn luyện viên các đội bóng đá trẻ từ Khánh Hòa chiếm giữ tiền công, tiền ăn của các cầu thủ trẻ đã gây bức xúc và được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Những sai phạm này diễn ra trong thời gian dài từ năm 2021 đến năm 2023 đã cho thấy sự buông lỏng, thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của ngành thể thao tỉnh. Rõ ràng những người liên quan đến vụ việc sẽ bị cơ quan chức năng xử lý thích đáng. Song, vấn đề cấp thiết đặt ra ngay lúc này là ngành thể thao tỉnh cần làm gì để chấn chỉnh xử lý tình trạng này, đồng thời phải có sự thay đổi, xây dựng phương án quản lý đào tạo bóng đá trẻ từ Khánh Hòa, tránh tái diễn các vụ việc tiêu cực như vừa qua. Ngày 23 tháng 8 năm 2024, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tuyển chọn, quản lý sử dụng vận động viên các đội bóng đá U15, U17, U19, U21 tại Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Thể thao Khánh Hòa. Trong đó, hai huấn luyện viên đội U19, U17 là ông Đặng Đạo và ông Nguyễn Tý đã cố tình lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước và chiếm giữ một phần tiền công, tiền ăn của vận động viên với con số rất lớn. Do đó, Thanh tra Sở đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cũng tiến hành xử lý trách nhiệm, chấn chỉnh đối với các tập thể cá nhân trong việc buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Các cái huấn luyện viên của hai U17 và 19 đã bị đình chỉ công tác, thì chúng tôi đã bố trí tạm thời hai huấn luyện viên để mà tiếp tục cái việc tập luyện của các cháu. Dĩ nhiên là ban giám đốc trung tâm cũng tùy theo cái lứa tuổi. Tôi nói ví dụ như U17 thì chúng tôi đã phải mời toàn bộ phụ huynh vào họp để thứ nhất là quán triệt, thứ hai là động viên và để họ tin tưởng tiếp tục để mà cái đào tạo con em họ ở tại trung tâm. Và bên cạnh đó thì ngoài một số việc mà về chuyên môn thì giao cho huấn luyện viên, phòng đào tạo sẽ quán triệt, sẽ theo dõi nó sâu sát hơn. Về mặt hành chính thì chúng tôi ngoài chuyện động viên ra, chúng tôi sẽ làm những cái việc khác để cho mất cái đội, đại khái là cái đội nó mau chóng đi vào ổn định để mà tập luyện. Ngay sau khi có kết luận của thanh tra, công tác quản lý các đội tuyển đang tập luyện tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật đã được thắt chặt hơn, các buổi tập đều có sự giám sát của cán bộ trung tâm, đồng thời chấn chỉnh quán triệt, nghiêm cấm huấn luyện viên giữ thẻ ngân hàng của vận động viên. Đối với các vận động viên chưa đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng, việc chi trả tiền công và tiền ăn phải do vận động viên trực tiếp ký nhận hoặc người giám hộ ký nhận. Tổ chức niêm yết công khai, minh bạch việc chi trả tiền công, tiền ăn cho vận động viên tại nơi tập luyện để thực hiện giám sát nội bộ. Với các động thái này, sau nhiều sự cố diễn ra, tinh thần tập luyện của các cầu thủ trẻ đã dần ổn định, không khí tại các buổi tập đã phấn khởi hơn. Sau khi xảy ra câu chuyện đó thì tụi con cũng để động viên anh em nhau, trong đội nhau là bây giờ cố gắng tích cực để tập luyện, để phấn đấu bản thân mình. Cũng mong là kiểu trung tâm của con là cũng hỗ trợ anh em hết mình để anh em hướng tới mục tiêu, gọi như là giải đấu tới tụi con hay là một số anh em đội 1 hay là gì đó. Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Thể thao tỉnh, mỗi năm, nguồn kinh phí đơn vị được cấp là khoảng 60 tỷ đồng, dùng để chi trả cho hoạt động của đơn vị, phân bổ cho 22 đội tuyển với hơn 550 vận động viên. Đối với các đội bóng đá trẻ, kinh phí chủ yếu chi trả tiền ăn, tiền công cho vận động viên. Hiện trung tâm không có kinh phí cho các đội đi tập huấn, chữa trị chấn thương, v.v. Điều này đã hạn chế cơ hội thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ. Hệ quả là thành tích thi đấu của các đội tuyển trẻ dần đi xuống, rất khó để tìm kiếm vận động viên để thi đấu đỉnh cao. Về lâu dài thì cái điều mà đáng nói nhất là tới năm 2025 này thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho trung tâm thành lập một đội hạng 3 ngay tại trung tâm. Thì cái điều này là nó rất là có ý nghĩa với toàn thể vận động viên bóng đá. Ở chỗ là các cháu sẽ không có bị cái tình trạng là đã tới U21. Mà không được lên đội tuyển thì các cháu phải nghỉ. Như vậy là các cháu yên tâm là sau 21 nếu chưa được đứng vào hàng ngũ của hạng nhất hoặc là V-League thì các cháu vẫn có cơ hội để tiếp tục được rèn luyện.
Khánh Hòa đã từng là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá nổi tiếng trong cả nước, nơi sản sinh ra nhiều tuyển thủ quốc gia như Tấn Tài, Duy Nam, Quang Hải, v.v. Song, đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Từ sau những vụ việc tiêu cực trong đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh, người hâm mộ cũng dần nhận ra đâu là nguyên nhân khiến bóng đá Khánh Hòa dần đi xuống. Việc chấn chỉnh sắp xếp lại hoạt động của các đội bóng đá trẻ là điều cần thiết dù sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, điều quan tâm lớn nhất của người hâm mộ là chiến lược phát triển bóng đá của ngành thể thao Khánh Hòa trong tương lai rồi đây sẽ như thế nào. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. We'll be right back.